Hello, I am. And welcome back to my canal, I am. Aim? And what is my target? I'm out of payphone trying to code. All of my change I spend was on you. So where have the time gone? Baby, it's so wrong. Where are the plans made for two? Have we ever left or did it exist? I'll still be holding you like fish. I'll just sink my boat in. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. You have a payphone. I'm right. My time to shine. Bốn tướng à? Lục mặt ghê, gấm mặt ghê. Cho mình xin trước được không nhỉ? Diện đúng rồi. Đập đúng rồi. My chain has been with on you. And we have the time to baby is so long. All the plans we made was for two. Con gì lên ta? If happy ever after did exist. Chắc mình bám một con Amelie đi ta. The fragrance of romance is truly. I'm still be holding you like fish. Violet à? Rát mình đấm trước nhỉ? Đấm phát. Xin một mạng. For xin một mạng. Vio bắn hồi máu. Ulti. Bill đúng không? Ngon quá anh em, mình Vio thì nó ulti cho mình kia. These fairy tales are full of shit. One more fucking love song now be said. And I'm at a payphone. Floor 2 nè, đúng ý tưởng đó anh em ơi. Lấy hai con rat hay là lấy gì nhỉ? Lấy hai con rat đi. Nó pho lại cầm cái hồi máu nhé. Không có bạn nào đáng lo ngại làm đâu anh em. Ba nghìn bảy trăm giờ sẽ 3700 nhỉ? Floor 2 xin là 3000 đam. Ở 25% thì chắc là cũng 700 đấy. Có một cái quyền triệu Reha này là đang cân nhắc đánh một cái gì đó cung cung thú thú một tí nhé. Mặc dù đánh cung đánh thú rất nhiều nhưng mà đồ nó ra vậy đánh vậy thôi. Đồ nào đánh vậy thôi. Đồ xấu nhỉ. Phải lấy máu đè người trận này thôi anh em ơi. Chắc là lấy máu đè đè các bạn còn lại thôi. Châu máu không ạ? Tu len này khá ngon. Cung thủ. Diêu này bỏ đi tạm đi. Này thì thêm hai pháp sư này. Bỏ cung thủ đi tí mua lại sao cũng được anh em ơi. Đồ này thực ra đánh được cung đấy. Đồ thường xấu cỡ này thì đánh cung lại ok. Nếu thắng thì mình bán này thôi, mình bán này nhá. Vera hay là bán Vera nhỉ?
Vera hơi tiếc, Vera hơi chủ lực là gánh thú. Thằng bán này thua bán này. Xiên chưa? Đúng rồi. Được rồi, chắc là thua anh em ấy. Lần này đại à? Đại khá tươi nhỉ? Ám à? All those fairy tales are full of shit. In a fucking love song, I'll be sick. Shall I compare thee to a summer's day? Yon trận này chắc hơi khó em ơi, có Ngọc Đại thì đã không hợp với con Yon này lắm ta. Này này. Do này bỏ cái góc này đi. Thú vẫn cân nhắc chơi được nhá anh em nhé, bởi vì đang nhắc ám được vì lâu rồi nhắc ám. Hai này mua về hơi sớm thì đi bán đi. Đây lấy lại mua ra đỡ tổn chỗ em. Bạn này bị áp cao mấy game đầu sao không? Hơi đen này bạn. Hiện này thắng mình ấy. Teo 2 sớm ấy. À lại tập thì thắng sao sớm anh em. Chị thắng sao sớm. Ma lốc à? Ý lấy về cũng được em ơi, lấy về xem có gì hay không, biết đâu ra Ma Lốc 2 các thứ để chơi. Đúng không ạ? Mành voi à? Mình tố à? Mành voi thật anh em ơi. Mấy này không chuộng chuộng con voi lắm nhỉ? Ngon rồi. Sách thánh cũng ngon, mấy đồ này đều ngon hết em ơi. Hay thật. Mình chưa có nắc. Long.
Nhưng mà tạm thời nó chưa có thương nên mình phải lấy đồ cho nắp đã nhá. Hai đồ này để nắp chơi game đã, hoặc là đồ cho Illu hoặc sau đấy đã. Tự nhiên con chơi game được đã anh em ơi. Phần này bạn kia đi đống máu ấy, 7/48 này, trừ nặng ấy. Choi à? Đánh cho rát đi. What is my target? Speak my true name. I dare you. Bỏ luôn. Con này chắc bỏ luôn. Chéo này. Thổi chéo này. Thổi chéo này. Đáp phần góc này thổi khá đẹp nên mình chuyển. Con này sẽ ở chéo bên phải. Hơi xấu. Con này hơi xấu. All those fairy tales are full of shit. The thrill of battle. It's all I have left. Bên lũ nó không lên được nhiều hắc ám đâu em ấy. Hai này đi lấy hai hắc ám nữa. Hai Noma này khá là ok, tầm này vẫn đang cầm máu được tốt, khá tốt. Vẫn bỏ lắm ta. Đây góc chéo bên này có vẻ thổi khá đẹp này. Rồi ôi. Rồi từng đấy thằng vào thì mất pha nữa. Cái món tướng gì nhỉ? Pháp sư chăng? Zina chăng? Thợ săn quỷ à? Voi. Voi. Thợ săn quỷ hay chơi thợ săn quỷ nguyên tựa đâu, kẹp thợ săn quỷ kẹp voi các thứ không nhỉ, cũng là một ý tưởng thú vị ấy, em chưa thử bao giờ đâu, khá để thử đấy. Đấy cái góc này thổi đẹp này, nó đang cóp bên kia gánh quá nhỉ, cần đường VOD phát chết vào đôi rồi. Ui gì cho này phát đấm phát nào, đấm phát này được em ơi. Bây giờ mình cần một con Lacazot. Lacazot đâu? Lacazot đâu? Hơi quái rồi. Bán thần đi, chắc bỏ Noman đi nhỉ, bỏ ba bạn Noman đi nhỉ, bón rát, bón floor đi thì hơi ít đam. Nắp còn 5 con, không biết kiếm được một con nắp để lên đập lên 2 không anh em ơi. Một con nắp bây giờ đập lên 2 cũng tín đấy. Một con nắp 3 à? Phải là một con nắp 3 đấy anh em ơi. Phải là một con nắp 3 đấy, nhưng mà phải đập con nắp 2 lên trước và tìm nắp luôn anh em ơi. Nắp 3 được, nắp 3 được. Man trước này. Săn quỷ đang rất nhiều sự lựa chọn đây anh em ơi. Hắc ám là chắc chắn cho vào rồi đã mày. Hai con này đi được này, ngọc đại cho con voi tạm đi. Săn quỷ à,
Chứ muốn lắm anh em ơi. Anh con này mất pháp sư rồi. Hai rồng nữa nhá. Săn quỷ này cũng chưa muốn lắm đâu anh em ơi, bởi vì đang khá cân nhắc. Liều đi anh em ơi. Lâu không chơi thời gian quỷ rồi, rất lâu rồi. Đã chờ ngày rất lâu rồi anh em ơi. Nhiều bán thần không? Nhiều thú à? Nhiều thú đánh thợ sao lại không ngon lắm đâu anh em ơi. Quyết định sai lầm không nhỉ? Bán thợ săn quỷ đi à? Tìm nắp à? Chưa tìm được nắp. Có thương này. Quên. Kệ bà, chờ hết tiền. One more stupid love song, I'll be sick. Don't worry, I won't. The door to another dimension opens now. Life is all just a mirage. Căng nhẹ trời cho voi cho nó OT sớm anh em ơi. Này cho rồng quên mất. Cương quái đi. Mua gì đằng sắc sắc anh em ơi. Nhưng mà mình cần một con Narcot quá nhỉ. Hết xử Narcot rồi. Thôi lên nhá. Ta sẽ kệ thế giới chúng ta lên thôi. Chơi bằng đam của rồng rồi vậy. Cố gắng. Đồ này cho voi nhé, cho voi đi sớm nhé. Thấy ít đam nhỉ. Dở rồi anh em ơi. Vấn đề khá nan giải đây là mình có Narcot rốt mãi cũng ra hai cái thẻ đằng sau, chỉ cần chờ một con Narcot thôi là mình cho một cái thẻ đằng sau vào liền ấy anh em ơi, mà không có gì chẳng đập ma lóc lên ma lóc 2 để chơi à, sao giờ nó đỡ thật ra. Mình cho mình một lời giải đáp là lên voi 2 à, lên voi 3 rồng này. Để thêm con rồng đi. Thợ săn quỷ cũng được. Bạn bán xuống. Ok, xem. Cho voi ưu tiên trước đi. Rồng đánh thường một phát rồi nó thôi. Hai rồng thôi. Mà thua anh em ấy ít đam quá. Nốt, không nốt được. Đam mê thợ săn quỷ của mình có vẻ hơi lỏ anh em ơi. Nên mà bỏ bán thần đi này. Bỏ bán thần đi, thay thợ săn quỷ vào. Không cần bán thần nữa, ngọc đại mà. Quên đấy, bán thần đi được. Trong thay này một con nắp cót. Nó xem ca đây. Phải sau mình lên nhé. Sau mình lên thêm con diêu, thêm tơ, lumbua, các thứ. Đang chửi Narcot anh em ơi. Narcot bây giờ lại ra nhiều này, 5 con. Hay thêm con rồng nữa, lên con rồng 3 nhỉ. Chơi con rồng 3 nhỉ, con rồng 3 có thương. Cũng tím. Cân nhắc được anh em ơi. Ra thêm con rồng nữa thì chơi rồng 3 nhé. Mặc dù mình thích Narcot. Rồng 3 được anh em ơi, rồng 3 được. Voi 3 thì chắc chắn không có rồi, nhưng mà mình không thích voi 3 lắm.
tầng 3 hơn. Trông lọc quá, đội hình trốn quá em. Victor này. Xem ta tìm thấy gì này. Tơ cầm thương nữa. Truy hồn cho rồng nữa. Trời ơi, sướng cái đá mất con mắt liền. Không đá con mắt lắm đâu nhưng mà tạm tạm được ha. Ồ, phong cách chết sớm quá anh em ơi. Thợ săn quỷ kẹp voi các thứ mà phong cách chết sớm quá nhở. Vãi trưởng rồng 3 không ăn thua rồi. Rồng 3 không ăn thua. Trời ơi. Voi ulti sớm rồi này. Ủa, còn gì nữa đâu? Lấy thêm Lily, chắc cũng không đủ đồ cho thêm. Lỏ quá anh em ơi, cái đội hình này lỏ quá. Lỏ điên. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Thợ săn quỷ cuồng chiến này, mình kiếm một cuồng chiến này. Biết ra thêm con cuồng chiến này vào đó này, bứt ngay con này đi này. À, mình cần Narcot. Có con Narcot nào ở đây không? Thương, khá nhiều thương, thương giữa đi. Ngon này, Narcot ulti đúng cái lúc mà nó chôn này. Chôn game ha. Ôi ôi, anh em có lợi. Ê, vẫn xấu ý. Chết được. Cái mình gặp đất võ tổng này, mình gặp kia này. Bốn tội xăm quỷ. Điều Narcot này em ơi. Adwin bỏ con Grab đúng không? Ok. Thêm. Gặp bạn này à? Bạn này không có thương. Không đẩy con Narcot ra rồi. Đẩy mỗi góc thế này thôi à? Narcot đã chui ở đây cọc vào đầu mình mất. Justice reigns supreme. Justice reigns supreme. Justice. Rồng kia thổi lệch kìa. Rồng 3 mình thổi chéo được này, dính truy hồn vào con cát này. Con cát vẫn chưa chết à? Con cát nhảy đi em, nhảy đi em. Đừng choáng thế. Ôi ơi. Thôi đi rồi anh em ơi. Chúng ta đã cố gắng hết sức cái con rồng 3 này nhưng mà không ăn thua anh em ơi. Ném đi. Hai con cát khỏe ghê ha. Thổi mãi em chết con cát này. Chả hiểu sao trận này roll không ra con Narcot nào luôn anh em ơi, thề. Chơi game kiểu gì không roll ra con Narcot nào luôn. Hay vãi. Cám tợ săn quỷ, khiếp lâu lắm rồi mới đánh đội hình này đấy. Thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip trên hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.